Chập xấu, võng du, tôi có thể tiến hóa tất cả. Đồ khốn kiếp. Chết tiệt, hiệu ứng chói mắt này cũng quá là kinh khủng thật đó. Nếu mà bị nó tấn công vào cái lúc này thì mình phải nhanh chóng đến chỗ cục đó đó mới được. Cái tên khốn này, thôi thì đành đánh bạc theo cái phương hướng vậy. Ngon lành, cái vũ cực này trúng rồi. Ồ, cái âm thanh này là nó lại chui xuống bên dưới rồi sao? Cái tên này vừa chung xuống đất lại vừa gây chói mắt, quả thực rất là phiền phức đó. Nhưng mà thật đáng tiếc, mặc dù hiệu sức tấn công của nó rất mạnh nhưng điểm yếu của nó lại quá là rõ ràng. Có thể thấy được từ thực tế rằng vài cái mũi tên đầu tiên đến được mục tiêu của hai đội tấn công còn lại đều là đòn đánh lén. Hiệu quả của bút mù tạm thời kết thúc. Các đòn tấn công của cái tên gia hỏa này rất là đơn điệu. Chứ còn mình đã tìm ra được quy luật của thì đối phó với nó chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi. Tốt lắm, có thể nhìn rõ được này rồi. Đến lượt mình phải kích rồi nhỉ. Con sâu kia, mau ra đây để nhận cái chết đi. Người đúng thật là cái đồ cứng đầu. Con sâu ngu ngốc này. Kỹ năng phun cát. Cái trò phun cát của mày chỉ cần dùng cục đá này để thay đổi phương hướng ở trên không là có thể hóa giải được rồi. HP trừ 260. Sao mày không tiếp tục tấn công nữa đi? Chẳng lẽ mày chỉ có hai chiêu này thôi sao? Nếu như thật sự là thế thì cái đầu của mày tao lấy chắc rồi. HP trừ 130. HP trừ 130. HP trừ 260. HP trừ 130. Xong rồi nhá. Một phát cuối cùng này. HP trừ 130. HP 0 trên 2000. Sâu trùng cấp đã chết. Đẳng cấp đã tăng lên cấp 8. 10 đồng tử biến thành 10 ngân tử. Vật phẩm sa trùng ngo phẩm chất thanh đồng không thể thăng cấp. Hiệu ứng khi ở trong môi trường đó thì tốc độ di chuyển cộng 10 điểm. Có gì thế này? Vậy mà lại được cái thứ rắc rối này à? Người anh em à, mày to thế mà chỉ được có thế này thôi sao? Nếu cậu mà không cho tôi nhiều điểm kinh nghiệm thì tôi á đã cho cậu thơm vậy hai cái chân rồi. Những cái văn tự trên bia đá này sao lại phát sáng cơ chứ? Đợi một chút, có 8 ký tự giống hệt nhau, nhưng chỉ có ký tự dưới cùng là sáng lên nhỉ? Lý nào là... Quả nhiên là như vậy. Xem ra phải giết sạch bọn chúng mới có thể qua ải này rồi. Nếu như không phải thí luyện thì cái nơi quỷ quái này thật sự là nơi đỡ farm cấp rồi còn gì. Nhưng bây giờ chắc chắn mình không có cách nào mà đứng vững ở trên mặt đất cả. Mỗi khi bước lên một bước, bảy con trùng khổng lồ có thể xuất hiện từ mọi hướng. Dù có đi nhanh đến đâu thì cũng không thể xử lý được nhiều thứ như vậy cùng một lúc được. Trước đây, những cái con sâu này xuất hiện để tấn công dựa trên những biến động trên mặt đất. Làm thế nào để tạo ra dao động mặt đất ở cái khoảng cách an toàn mới được nhỉ? Nếu mà bắn một mũi tên thẳng xuống đất thì lực tác động sẽ quá lớn và có thể khiến nhiều con sâu giật mình á cùng một lúc. Vậy như thế thì ở cái nơi duy nhất này cái thịt bị đập tan tành đủ. Mình phải bắt từng cái tên một rồi giết nó mới được. À có rồi. Mở ra rương vật phẩm đi. Đồng tử quá chị. Vậy thì dùng ngân tử đi. Trừ 8 ngân tử. Như thế này mới suy nhớ được. Đây gọi là ném tiền cầu bỏ. Cơ mà chơi như thế này có vẻ hơi xa nhỉ? HP trừ 35. Vị trí này tuy an toàn nhưng điểm yếu lại là không thể đánh trúng do góc phòng thủ của cái tên gia hỏa này quá cao. Mỗi lần chỉ có thể gào được có 35 điểm sát thương thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, tiền là thứ mình có rất nhiều mà.